Bản tin chiều 4 tháng 4 của Bộ Y tế cho biết có 2 ca mắc COVID-19 ghi nhận tại Tây Ninh. Đây là ca bệnh nhập cảnh được cách ly ngay. Việt Nam hiện có 2.631 bệnh nhân COVID-19. Thông tin về 2 ca mắc mới, bệnh nhân 2.630, 2.631 cụ thể như sau. Bệnh nhân 2.630, bệnh nhân nữ, 24 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại phường Thác Mơ, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước. Bệnh nhân 2.631, bệnh nhân nữ, 1 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại phường Thác Mơ, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước. Ngày 2 tháng 4 năm 2021, các bệnh nhân trên từ nước ngoài nhập cảnh cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh. Kết quả xét nghiệm ngày 4 tháng 4 năm 2021, các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế Bến Cầu. Số người cách ly 27.478, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện 498, cách ly tập trung tại cơ sở khác 18.870, cách ly tại nhà, nơi lưu trú 8.110. Theo báo cáo của Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế, đến thời điểm này, nước ta đã chữa khỏi 2.383 trên 2.631 bệnh nhân COVID-19. Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế trên cả nước, hiện có 81 bệnh nhân đã âm tính với SARS-CoV-2 từ 1 đến 3 lần, gồm 38 ca âm tính lần 1, số ca âm tính lần 2 là 15 ca, số ca âm tính lần 3 là 28 ca.